bạn hỏi tôi tại sao lại yêu thích công việc tư vấn bảo hiểm nhân thọ đến như vậy tôi không biết nên giải thích thế nào vì mỗi ngành nghề chân chính đều có đặc điểm làm chúng ta yêu thích và trân trọng tôi sẽ thử tắt hết đèn trong phòng bạn nhé mọi thứ trở nên tối đen như mực phải không bạn bây giờ chúng ta cùng thắp lên một ngọn nến căn phòng sẽ từ từ sáng lên đây chính là bảo hiểm nhân thọ trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời bảo hiểm sẽ mang lại ánh sáng cho khách hàng và đó là lý do mà tôi luôn tự hào với công việc của mình mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời đều có trách nhiệm của riêng mình không ai có thể sẵn sàng sống cho cuộc đời của người khác cho nên những lúc khó khăn không ai có thể từ bỏ gia đình mình để giúp đỡ người khác vì khả năng có hạn lúc đó có thể chỉ có duy nhất bảo hiểm nhân thọ luôn bên bạn dĩ nhiên cuộc đời của chúng ta sẽ có những ngày nắng đẹp và có những ngày nắng không đẹp trong những ngày nắng đẹp bảo hiểm nhân thọ sẽ bán cho khách hàng sự yên bình còn trong những ngày nắng không đẹp Bảo hiểm nhân thọ sẽ mua lại rủi ro của chúng ta, vì rủi ro nếu không được mua lại thì có thể chúng ta sẽ bị xึง xích bởi gánh nặng nợ nần và có thể đánh mất những điều quý giá nhất trong cuộc sống. Đó là lý do mà tôi yêu thích công việc tư vấn bảo hiểm và luôn làm việc tận tâm theo sứ mệnh của người tư vấn. Mỗi ngày luôn đến gặp gỡ và chia sẻ nhiều hơn các giải pháp bảo hiểm nhân thọ đến khách hàng của mình để họ luôn có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của bản thân và gia đình.